hả? Đội nào nhảy được nhiều nhất sẽ là người giành quyền đầu tiên lấy cái vật phẩm đó. Nhưng vấn đề là tụi tôi nhảy rồi hai bạn này quay rồi cổng dây nó lè tè, nó quất vô đầu vô cổ thì sao? Bây giờ anh muốn là người nhảy trước không? Hai bạn nhỏ sẽ xoay cho anh. Đúng rồi. Như vậy là chút xíu nữa mình hết sức mình quay đi chú. Mời. Để con xoay thử nha. Mời chị Sáu với chị Tám vô quay dây nè. Em ơi. Ủa alo. Hai. Ủa. Sao xoay ngược? Ủa. Nếu mà theo cái lực này thì nó có cổ tôi á. Thế nó phải xoay như này. Đúng rồi, phải xoay vào trong này. Vâng ạ. 2, 3. Chú ơi, con thấy là ui nặng thế. Nếu mà tôi nằm ở đây là tôi chết rồi nè. Cái này nó không cao lắm đâu chú ơi. Thấy chưa? Đúng rồi mà em nè. Không, em sẽ hỗ trợ anh. Ok. Em sẽ hỗ trợ một trong những bạn nhỏ ở đây. Rồi, thử nha. Sẽ xoay cao hơn mức có thể. 2, 3. Rồi. Trời đất ơi. Chậm lại. Chậm lại. Coi như là quen cũ vậy thôi đó. Ok. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, trò chơi công bằng quá trời. Chơi trước luôn ha. Chơi trước luôn chứ. Ok. Ủa Thảo, game này của con mà. Đâu, của chú mà. Ủa? Con là khách mời tham gia chương trình này thôi. Còn chương trình là của chú. Chú chơi đi. Quê là quê chúng mình qua quê.